Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình AirGrab Clem Top Cần BBR người ta bạn. Con này trong chương trình bán hàng VSEL chưa list sàn các bạn. Thì dự án này thì mình sẽ claim được 50 đô cho dự án này nha các bạn. 50 Top Cần BRB khoảng 50 đô. Thì đây là một dự án thôi các bạn, nhưng sau này tôi cần list sàn không biết bao nhiêu. Thì nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn follow tôi Twitter nữa, rồi các bạn nghị quyết cho Binbot các bạn, rồi các bạn join kênh trailer, kênh group các bạn, WeShip website thì các bạn nhấp vào website của nó các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Con này nó sẽ tôi cần tổng cung của nó có 10.000, 100.000 tục cần, tổng cung khá là cao. Có gom map nữa nè các bạn, có con chắc nè các bạn, đã có con chắc. Rồi để visit thì website thì các bạn nhấp vào điền địa chỉ email rồi bạn bấm vào subscribe nha các bạn. Sau khi bấm subscribe xong thì bạn bắt đáp lại hoặc khỏi cũng được các bạn. Thì dòng đầu tiên thì các bạn điền lại username tại Twitter của tất cả các bạn, rồi các bạn dán cái link retweet lại các bạn. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ IC20 với chocolate, mail chocolate các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Mình gỡ. Rồi cái chữ rep coffee này thì mình có để phần link mô tả đó, các bạn ghi điền cho mình a cộng anh 1133 nha các bạn, rồi bấm gỡ. Như vậy là xong các bạn. Vì mình làm sao các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.